Ngày 21 tháng 7, trại tạm giam công an tỉnh đã phù hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Thư viện tỉnh Sơn La tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho phạm nhân. Cùng với việc tổ chức tuyên truyền phổ biến cho phạm nhân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức duy trì hoạt động văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, tổ chức triển lãm chuyên đề, tạp chí sách báo về pháp luật, gương người tốt việc tốt, đồng thời các hoạt động tổ chức đáp ứng yêu cầu công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân vừa tạo được không khí vui tươi cởi mở giúp phạm nhân nhận thấy được sự quan tâm động viên chia sẻ của cộng đồng xã hội việc triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động thư viện văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho phạm nhân nhằm tạo môi trường giáo dục cải tạo lành mạnh giúp phạm nhân yên tâm cải tạo tích cực rèn luyện thể chất nhân cách và lối sống nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng sớm ổn định cuộc sống góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật